Tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá cao thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trong cả nước đã có nhiều biện pháp cương quyết về cách ly xã hội, đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị 15-16. Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan, tuyệt đối là không được lơ là, mất cảnh giác. Nhấn mạnh việc cần phải thực hiện nghiêm cách ly trong thời gian ngắn để không phải thực hiện phong tỏa trong thời gian dài. Thực hiện mục tiêu kép nhưng ưu tiên vẫn là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân, không vì kinh tế mà coi thường sức khỏe của nhân dân, đó là nguyên tắc tối thượng trong xử lý dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 trong giai đoạn này rất quan trọng. Và đến ngày 15 tháng 4, chúng ta xem xét cụ thể để xử lý căn bản hơn trên cơ sở đề nghị của các cấp, các ngành và ban chỉ đạo Trung ương. Cho nên, cái việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, không được tụ tập đám đông và một số quy định khác và tiếp tục tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt các đô thị lớn, những tỉnh có dịch. Nếu chúng ta lơi lỏng, dễ vỡ trận, xóa đi thành quả mà đảng, nhà nước, hệ thống chính trị chúng ta, nhân dân chúng ta đã dày công suốt mấy tháng qua. Những nguyên tắc khóa chặt từ bên ngoài, tích cực chữa trị bên trong, khoanh vùng dập dịch nhanh, có hiệu quả. Có nguyên tắc chặt chẽ trong việc đón học sinh từ các nước về do hoàn cảnh gia đình đều phải cách ly tập trung ít nhất là 14 ngày. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ở địa phương mình, ở ngành mình và ở các cơ sở sản xuất kinh doanh với tinh thần khoanh vùng dập dịch nhanh, phát hiện nhanh, không để lây ra cộng đồng. Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Ban chỉ đạo là không dùng tiền mặt, đồng ý khai trương khám bệnh trực tuyến của 14.000 cơ sở. Thủ tướng cho rằng đây là thời cơ của công nghệ, của ngành truyền thông thông tin. Hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam có một lộ trình rất chặt chẽ, nhưng thực hiện theo nguyên tắc và chỉ đạo đã ban hành. Tinh thần là ngăn chặn tối đa nguồn lây từ bên ngoài. Thì nhân đây tôi cũng biểu dương lực lượng bộ đội biên phòng gian khổ hơn, bị đường mòn lối mở biên giới nó dài. Bộ đội biên phòng ngày đêm bám biên ngăn chặn dịch. Anh em đang vất vả hiện nay. Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho xuất khẩu khẩu trang y tế và các loại thiết bị bảo hộ chống dịch cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề. Trên tinh thần nước ta đã có đủ nhu cầu dự trữ. Cái này Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan làm nhanh thủ tục, không để chậm trễ, mất thời cơ. Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tập trung để hình thành nên ngành sản xuất máy thở của Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt và có biện pháp chống dịch ở khu công nghiệp với công nhân, người yếu thế, các công trường thi công. Thủ tướng biểu dương Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà khoa học ngày đêm phân tích dữ liệu kịp thời truy vết các ca bệnh và đối tượng liên quan, cũng như sản xuất một số thiết bị để xuất khẩu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ban chỉ đạo và Thường trực Chính phủ về việc học và thi ở các cấp để Thủ tướng xem xét quyết định. Bộ Công an có phương án đảm bảo an toàn cho người dân, xử lý nghiêm những hành vi và một số tội danh vi phạm trong thời gian dịch bệnh. Thủ tướng đề nghị Thường trực Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 có phương án đề xuất đến ngày 15 tháng 4, trong đó đánh giá mặt được, mặt không được và nguy cơ có thể xảy ra nếu không thực hiện nghiêm các chỉ thị 15-16 của Thủ tướng, tạo thói quen phòng bệnh cho người dân. Trong thời gian đến, trước hay đến ngày 15 tháng 4, và có thể kéo dài thêm một thời gian như thế nào, thì chúng tôi sẽ xem xét cụ thể. Chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 15, trong đó có vấn đề cách ly xã hội để đảm bảo tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc việc này để đạt kết quả mong muốn của đảng, nhà nước, của chúng ta.